Tiểu sử cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng sinh 23 tháng 11 năm 1998, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam. Anh đã chơi bóng ở vị trí tiền vệ tại V-League cho đội bóng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, anh còn có người anh trai ruột là Bùi Tiến Dũng, chơi ở vị trí thủ môn của câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Bùi Tiến Dũng, ngày sinh 23 tháng 11 năm 1998, nơi sinh Thanh Hóa, Việt Nam. Chiều cao 1m76, vị trí tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ. Câu lạc bộ hiện nay SHB Đà Nẵng, số áo 16. Bùi Tiến Dũng là người dân tộc Mường, sinh ra tại làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Trong gia đình làm nghề nông, lúc nhỏ hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng rất ham mê bóng đá, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên thường lấy quả bưởi xanh để đá. Năm 2009, Bùi Tiến Dũng được người chú đưa vào trung tâm đào tạo bóng đá Thường Xuân thì Bùi Tiến Dũng cũng đòi đi theo, nhưng do Tiến Dũng chưa đủ tuổi nên phải đợi tới năm 2010 mới được theo học. Tuy nhiên, sau một thời gian đào tạo thì gia đình không đủ chi phí cho hai con với mức 1.200.000 đồng một tháng, nên đành phải đưa Tiến Dũng về. Năm 2012, Tiến Dũng trúng tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Mùa bóng 2016, anh được đội bóng đá Than Quảng Ninh mượn về thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Những lời tự dặn mình ở trang nhật ký sau mỗi trận đấu đã giúp thủ môn Bùi Tiến Dũng trưởng thành hơn, để bây giờ trở thành người gác đền tin cậy của U23 Việt Nam. Tiến Dũng và cậu em trai Bùi Tiến Dũng sinh ra và lớn lên ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 2000, gia đình nhận thấy tố chất thể thao của họ nên gửi tới trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau 2 năm cầm cự, đội bóng vùng quê nghèo ấy lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Tiến Dũng vốn chơi trung vệ, phải xỏ găng làm thủ môn do thiếu người. Gia đình vốn khó khăn, hàng tháng phải tằn tiện gửi cho mỗi anh em vài trăm nghìn tiền ăn tập. Hiểu rõ điều đó, Tiến Dũng và cậu em trai chỉ biết cắn răng rèn luyện, mong chờ một ngày mai tươi sáng. Nhưng đội trung tâm đào tạo bóng đá ấy không thể cầm cự được lâu, buộc phải giải thể. Hai anh em buồn bã xách hành lý trở về nhà. May mắn lúc đó, PVF tuyển sinh học viên tại Thanh Hóa. Tiến Dũng biết rõ khả năng của Tiến Dũng nên động viên em trai thử sức. Dũng không mấy khó khăn để nhận được vào chơi ở PVF, nơi anh được đoàn trợ toàn bộ chi phí ăn tập. Còn Tiến Dũng, một phần vì quá tuổi, phần vì lo nghĩ cho gia đình nên Tiến Dũng cũng phần nào nguôi ngoai giấc mơ với trái bóng tròn. Suốt hơn một năm, anh ở nhà để phụ giúp kinh tế cho bố mẹ, không hề hà bất cứ công việc tay chân nào từ phụ hồ bốc vữa làm ruộng. Trong lúc tính giải nghệ, Tiến Dũng đã động viên anh trai tiếp tục giữ vững niềm tin, như nhờ các thầy giới thiệu anh của mình đến thử sức ở đội trẻ Thanh Hóa. Với vẹn vẹn vài chục nghìn đồng trong túi, thủ môn sinh năm 1997 bắt xe lên thành phố, quyết tâm mở cho mình một cơ hội. Tiến Dũng tâm niệm rằng mình không thể thất bại. Lễ Tết, trong khi các đồng đội về nhà sum họp, Tiến Dũng vẫn ở lại. Với một quả bóng, anh tự luyện tập một mình, đơn độc và lặng lẽ. Ít người biết rằng đó là cách để anh tiết kiệm tiền vốn không nhiều đối với một cầu thủ trẻ. Khổ luyện trong vài năm trời, cuối cùng với sự nỗ lực của Bùi Tiến Dũng cũng được đền đáp. Anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội khi triệu tập lên U19 Việt Nam dự giải giao hữu tại Malaysia giữa năm 2016. Thời điểm đó, người gác đền xứ Thanh không phải lựa chọn số 1. Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh chỉ sau chưa đầy 2 năm. Tài năng, bản lĩnh và sự vững vàng của Bùi Tiến Dũng đã được đền đáp xứng đáng. Anh chiếm vị trí số 1 ở đội U20, rồi bây giờ là U23 Việt Nam, với một phong độ ấn tượng, và càng hạnh phúc hơn khi anh được luyện tập thi đấu cùng em trai để cùng U23 Việt Nam tạo nên một hành trình lịch sử. Dù rất nghiêm khắc với bản thân, Tiến Dũng sống rất tình cảm với em trai và gia đình. Khi bắt đầu có thu nhập vững vàng, anh cùng em trai dành dụm để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ ở quê. Thi đấu biển biệt xa nhà, Dũng chưa dám nghĩ đến chuyện báo đáp to lớn, chỉ là giúp một phần nhỏ để các đấng sinh thành đỡ vất vả hơn. Trước thềm FIFA U20 World Cup, Tiến Dũng không may bị chấn thương, lỡ cơ hội tranh tài cùng đồng đội. Nhưng Tiến Dũng vẫn động viên cậu em trai kém may mắn của mình sang Hàn Quốc. Mọi chi tiêu đích thân anh thu xếp. Hành trang của Tiến Dũng khi đó có chiếc áo số 6 mà Tiến Dũng hay mặc. Khi thi đấu, anh mặc chiếc áo của Dũng bên trong, nhiều lúc rơm rớm nước mắt. Tiến Dũng không có những tố chất
thiên bẩm của một thủ môn, nhưng bù lại anh có khả năng tự định hướng tốt, kiên trì, chịu khó và có ý chí cao. Đó là những điều đã giúp anh chiếm suất bắt chính ở đội U20 cho đến U23 Việt Nam hiện tại. Dù lúc đầu anh không phải là lựa chọn số 1. Một người đại diện cầu thủ đang làm việc tại châu Âu và Việt Nam rất muốn đưa Bùi Tiến Dũng sang Đức luyện tập cùng câu lạc bộ Roshim Monchen trước khi dự FIFA World Cup 2020 ở Hàn Quốc. Tiến Dũng cùng U20 Việt Nam sang Đức tập huấn tại đây. Các huấn luyện viên thủ môn địa phương đã dành nhiều lời khen cho người gác đèn sinh năm 1997. Huấn luyện viên thủ môn người Đức nhận xét Tiến Dũng tuy không có chiều cao lý tưởng nhưng thi đấu thông minh, điềm tĩnh, có độ lì cần thiết và sử dụng chân rất tốt. Đó là lợi thế em ấy có được bởi khi trước khi thành thủ môn. Tiến Dũng khởi nghiệp ở vị trí trung vệ, người đại diện của Tiến Dũng cho biết. Thậm chí, Tiến Dũng còn được so sánh có nét giống với Neuer, thủ môn của đội tuyển Đức. Neuer là một trong những thủ môn dùng chân hay nhất trên thế giới hiện nay. Những lời có cánh đó đã làm cho anh lung lạc mà giúp anh quyết tâm hơn để từng ngày rèn luyện thành tài. Đứng dậy từ sai lầm, thủ môn sinh năm 1997 là người hùng của U23 Việt Nam. Ở trận bán kết gặp U23 Qatar, anh cận phá thành công hai cú sút của đối thủ ở loạt luân lưu, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-3 thắng chung cuộc 6-5 để ghi tên vào chung kết. Trước đó, anh cũng hóa giải thành công hai cú đá khác ở trận gặp Iraq và Hàn Quốc. Sự chắc chắn của anh trong khung thành đã giúp các đồng đội vững tin hơn. Thủ môn là vị trí khiến các huấn luyện viên khi làm việc với bóng đá Việt Nam đều đau đầu nhất, bởi thường xuyên mắc sai lầm, thậm chí là những lỗi cơ bản ở những giải đấu lớn. Còn trẻ tuổi và chưa đạt đến độ chín, dĩ nhiên Bùi Tiến Dũng cũng từng vấp ngã. Ở trận cuối cùng của vòng loại U23 châu Á, người gác đèn này mắc lỗi lẫn tới bàn thua của đội nhà trước U23 Hàn Quốc. Đó là một trận đấu mà U23 Việt Nam đã thua 1-2 nhưng vẫn giành vé dự vòng chung kết thông qua suất dành cho một trong năm đội nhì có thành tích tốt nhất. Là người cầu tiến và biết mình đang ở đâu, Tiến Dũng đã lặng lẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình, từng bước khắc phục những sai sót do bản thân. Tiến Dũng có một thói quen là viết nhật ký cũng như tự xem lại băng ghi hình. Những pha bóng nào mắc lỗi, xử lý không tốt, em ấy đều ghi lại tỉ mỉ để chắc rằng lần sau nếu gặp tình huống như thế sẽ xử lý cách nào cho hiệu quả nhất. Đặc biệt, em ấy biết giữ mình không sao nhãng vì những lời ngợi khen. Một người bạn của thủ môn U23 Việt Nam cho biết, sau SEA Games 29, Tiến Dũng chiếm suất chính thức ở khung thành U23 Việt Nam. Càng chơi anh càng thể hiện được bản lĩnh đáng nể và sai sót ngày càng ít đi. Tại vòng bảng năm nay, thủ môn của FLC Thanh Hóa có một số pha ra vào khiến khán giả thót tim khi gặp các đối thủ mạnh về không chiến như Hàn Quốc, Syria. Còn quá nhiều tiếc nuối, Dũng mày phải bỏ ra ngoài tai những lời khen ngoài kia để giữ mình luôn ở mặt đất. Hòa Syria vào tứ kết cũng tạm tạm thôi. Đó là ba câu trích trong cuốn nhật ký được viết lúc nửa đêm của thủ môn sinh năm 1997. U23 Việt Nam đã có trận đấu vất vả khi gặp Syria ở lượt vòng bảng cuối cùng. Trận hòa 0-0 có phần may mắn giúp đội nhà giành vé vào bán kết. Tuy đội nhà giữ sạch lưới nhưng Tiến Dũng không hài lòng với bản thân mình. Anh cần mẫn ghi lại những thiếu sót của bản thân bằng những câu chữ giản dị. Không hài lòng nhưng đủ để hiểu mình đang ở đâu. Thủ môn là vị trí rất nhạy cảm. Những liệu pháp tâm lý của huấn luyện viên Park Hang-seo dù có tốt cỡ nào cũng chưa chắc phát huy hiệu quả, nên Tiến Dũng không biết cách tự cân bằng mình. Biết cách điều chỉnh bản thân, Tiến Dũng tự tin vững vàng bước vào trận đấu knockout, nơi một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá đắt. Anh trở thành người hùng đích thực của U23 Việt Nam. Ngoài việc cản phá ba quả phạt đền, Tiến Dũng còn có pha cứu thua rất ngoạn mục ở phút 122 gặp Iraq khi trợ lý trọng tài không thổi việt vị đối phương. Truyền thông Qatar đánh giá Tiến Dũng, Quang Hải là những người chơi hay nhất của U23 Việt Nam ở bán kết. Họ đã làm cho trái tim của hàng trăm nghìn người hâm mộ đất nước và đất nước này tan vỡ. Sau hàng loạt thế hệ, bóng đá Việt Nam mới có một thủ môn thi đấu điềm tĩnh đến thế trước hàng loạt đối thủ mạnh.